Nếu bạn có nhu cầu mua ARK Liên Minh hoặc Liên Quân thì có thể mua tại arcvip247.com. Ok, xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với Karma chế độ UF 2019. Rồi, với Karma thì anh em là có những cái cách gọi là lên đồ khác nhau phải không nào? Chúng ta có thể lên tăng, có thể lên phép. Mình nghĩ là lên phép sẽ là đa số hơn. Vậy thì mình sẽ giới thiệu cho anh em là một cách lên đồ cực kỳ hot cũng như là cực kỳ mới. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với Karma full tốc độ chạy. Nghe tốc độ chạy có vẻ kích thích đúng không anh em? Thì hiện tại thì mình đang mang bảng tú sắt mồi là một này, cộng với cái gọi là cái tốc hành này, cộng với cả cái e nữa, thì nó sẽ gây ra được cái lượng tốc độ chạy rất là lớn, cộng với cái mưu đồ mà mình lên nữa. Đấy, nó sẽ gọi là hợp lý, ổn áp liền anh em. Rồi, đối đầu của chúng ta đó chính là Rize cũng như là Avan ở đây. Thì chúng ta chưa gặp gì khó khăn cả. Cứ kiểu như liên tục như thế này thì các bạn sẽ cảm thấy ức chế thôi. Mình thấy sao mình còn ít máu ấy nhở? Mình sử dụng còn ít máu vậy ta? Tĩnh không ơi? Và nhân tiện đây thì anh em nào gọi là có ý tưởng gì hay thì đừng quên comment cho mình biết. Muốn mình đánh vị tướng gì trong chế độ UF lần này thì đừng quên gọi là comment cho tôi biết luôn. Rồi, có combo rồi. Trời ơi, trời ơi. Đừng bắt tôi mà. Thả tôi ra đi. Xong rồi, cái mạng gọi là có một pha gọi là lật kèo. Lật kèo này. Xong, xong, xong. Né phát combo. Trời ơi. Có lợi thế liền anh em. Chúng ta có chiến không đâu là chúng ta lời 100 vàng rồi. Những reset là gây ra hơi nhiều sát thương rồi đấy. Đây, sẽ chụp bắt ngay ông Rize này cho anh em xem. Đã có giày thu sân mồi rồi. Đấy, tốc hành. E nào. Chạy đâu con sâu. Đấy anh em, thấy không? Chạy rất là nhanh như này, tem bạn sao mà chạy thoát được. Là một khi mà tôi là bắt phát là không giật nó về bạn ơi. Thủ quan này chắc là không đủ tầm giật nó về rồi. Giật về là tôi trưởng phát là ngu người luôn đấy. Có kêu về ở đây thì mình có rất là tự tin. Có cái lớp giáp. Của giờ ban anh ta đang cố gắng farm nhưng mà cặp đôi lầy lội. Thủ quan và Gamma rất là khó chịu. Rồi xong rồi. Bị hai phát chủ bắn. Không ổn. Chứ là còn mỗi mình tôi thế này. Có thiêu đốt rồi. Có một cái tốc độ di chuyển rất là nhanh cho nên là ông Java rất khó để có thể định hướng được combo của mình. Vẫn tiếp tục combo. Này. Nếu như mà kết hợp hoàn hảo giữa Rize và Java thì mình nghĩ là Java sẽ combo chính xác nhờ cương chói của Rize. Rồi xong ông Rai rồi nha. Hay à, đứng lên nghe. Lãng lách anh bóng. Xong rồi lần này đi quảng ơi. Né bao nhiêu lần combo của ông Java luôn. À, mình sẽ lên cái giáp liệt sĩ đi. Đây. Ok, đai khổng lồ. Với một cái cúp tái sử dụng. Rồi. Có vẻ như là Echo anh ta đang muốn gọi súng giúp đỡ. Nào chúng ta băng trụ giết được luôn này. Băng trụ bạn ơi. Băng trụ là giết cái ông Java này. Anh em. Xong Echo cũng chạy đi đâu hết rồi ta. Thôi là chúng ta đang tổ chức băng trù mà ông lại đi linh ta anh tinh đấy kia. Rồi mình lỡ đánh nhầm cái rồi. Đấy mình không muốn trụ bắn cơ mà lỡ đánh nhầm cái. Chúng ta cho một tượng bút giáp cho. Rồi ông tốc biến đi là tôi sao bút giáp được cho ông. Xong rồi xong rồi. Cho Rize gọi là liên tục lập công như thế này thì không ổn đâu anh em. Ăn trưởng đi. Chạy chạy chạy. Trêu này anh em. Trêu. À, sao mà dí được tôi. Tôi chạy siêu nhanh như thế này thì. Ủa sao. Không chung tôi giết bạn tôi à. Tôi đúng là bút giáp cho. Trời ơi. Giáp của mình quá ít. Không đủ để chống chịu cho ông Swarm này rồi. Rồi tình có vẻ xấu ở đây.
tiếp tục combo à? Đúng không bạn tôi đâu? Xuống đây gọi là chiến đấu tiếp nào. Ông làm sao? Từ đối hay được anh em. Cứ phải bình tĩnh. Mấy bạn như là đang áp đảo ghê quá. Ui, bắt tôi à? Bắt tôi là không xong cho bạn rồi nha. Bắt tôi là chọn sai mục tiêu đấy. Nhưng tăng đâu có phải lên được phép đâu anh em. Trưởng đi. Ăn trưởng đi. Để dọn dẹp đồng bính này mình sẽ đi về thôi. Ui trời ơi, lại đánh nhau. Chạy đi đâu bạn ơi. Tiếp tục một bạn rồi. Zoe như đang muốn xuống hỗ trợ anh em tôi. Nó này thích băng trụ à? Băng trụ này. Có này nữa. Bơi vào đây. Hay à? Không sợ ông đâu, tôi không sợ ông đâu. Rồi nhá. Rồi nhá ông. Ông chạy đi đâu? Chạy đi đâu bây giờ? Chạy đâu cho khỏi đáng. Rời xa vòng tay tôi. Chính xác là bão tố. Trong hiện thì lan tóc của chúng ta đã bị gọi là nát mất rồi. Đồ am thì anh ta đã bỏ mặc mình ở sơ bót một mình. Ây à, gì đây? Bắt tôi à? Chóng mặt chưa? Tao không biết combo ở đâu nữa. Tại vì mình đưa đi vòng tròn như này thì rất khó để có thể combo được. Anh ta chỉ có một cái lồng mà thôi. Trời ơi. Rồi, như là mình thấy cái tiếng bắn súng của ông Rize ông xuống mất rồi. Bơi vào đây. Một các ông băng trụ tôi cũng cân được. Một phép hai là dễ. Ây à. Xin lỗi. Rồi nha, ông này. Rồi, xong ông này rồi nha. Đã xin lỗi rồi, ông lại cứ thích đánh nhau cơ. Tôi là muốn gọi là hòa bình mà ông lại cứ thích đánh nhau với tôi à? Ây à. Trưởng ghê đấy. Chống cự à? Chống cự là bụng bự đấy. Bụng bự. Hỏi nha. Là trưởng hơi lắc lắc một chút. Và một khi mà mình chói chính xác thì chắc chắn gì sẽ trưởng chuẩn. Đấy. Một cân hai là dễ. Rồi. Giờ thì mình sẽ về nhà mua đồ đây. Giày thú săn mồi ninja này. Ok, lên Vinh Quang đi nào. Vinh Quang chân chính. Đấy. Nghe tên có vẻ hay. Karia của Rize bây giờ là 47. À đâu, 74. Ngang cơ với mình. Thế thì hai chúng ta solo với nhau nhỉ. Mình đã hoàn thành được cái giáp lịch sĩ rồi. Đây này, mình sẽ gọi là chạy tốc độ bàn thờ đây. Rồi nha. 1001 tốc độ chạy anh em. Giờ thì ông chạy đi đâu? Trời ơi. Cuộc sống gọi là suốt ngày bị ăn tròi với ngủ như này. Combat. Thôi, trở lại về với top đi, à với bot đi. Không xuống qua đây để một mặc mình một mình rồi. Tại vì ông Zoe kia như là muốn hỗ trợ thôi. Hay lắm bạn ơi. Trời ơi, tốc biến à. Trời, hay quá, Zoe combo quá hảo. Bây giờ ai đây? Đó chính là Javan. Ê à, úp sọt tôi à. Tăng trụ chơi luôn nha. Úi dồi ôi. Ta lom xuống anh em ơi. Rồi. Hay quá. Trời ơi. Đội quá khó chịu. Ông này bơi vào đây. Tôi không sợ ai đâu nha. Cả ông đùi xe này cũng bơi vào đây. Tôi lo được. Trời, mình cực kỳ trâu anh em ạ. Với cái tốc độ di chuyển như này mình có cả năng là hết skill của tay bạn luôn. Để cho anh em về độ lầy lội của gọi là Kama, gọi là phun tốc độ chạy. Ủa, anh em bay xuống đây gọi là liên tục ý nhở. Ui xồi, vẫn muốn úp sọt tôi. Đã bảo là không biết gọi là chọn mục tiêu gì cả.
rồi rồi, băng trụ luôn, băng trụ luôn. Anh em, anh em, anh em. Sợ lại còn ấn ti đi đâu nữa. Đây đây, lên xin à. Lên xin lên sủng. Ui sủa đau quá, đau quá anh em. Độ lầy lội của con Kama này, một khi mà anh em lên tốc độ chạy thì thôi. Siêu nhảy. Ây da, hơi đau rồi đấy. Xin lỗi, xin lỗi mà. Đừng đánh tôi nữa. Đánh tôi nữa đi. Đâu rồi, đâu rồi? Ông nào đánh tôi? Ông này nữa. Ông chạy đi đâu? Ông chạy đi đâu? Ô, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà. Anh à, được đấy, được đấy. Chơi luôn, chơi luôn anh em. Lặng lách đánh võng. Trời ơi, né né. Ui, đông quá, đông quá. Ủa lại sút tôi à? Chết chết rồi, mình đang bị bao vây. Xong rồi, xong rồi. Đừng, đừng bắt tôi mà, tha cho tôi đi. Đừng, đừng. Ủa chạy. Uầy, con chạy được anh em. Nhây vậy, mình tẩu thoát chỉ còn lần dưới 200 máu. Và là vậy mà cũng tẩu thoát được. Đúng là con Kama này cực kỳ nhây. Đấy, mắt nhây. Em thấy độ lầy lội không? Đấy, mình sẽ lên một cái mũ thích nghi đi. Với cả cái đây, chút nữa mình sẽ lên cái giáp máu nữa. Mình nghĩ lượng tốc độ chạy này vừa ổn rồi. 2200 sắp đủ đây. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Đến tem mạng gọi là phát khóc đến với con Kama này nhây kinh khủng luôn. Tuyết Mai à, Tuyết Mai cho Tuyết Mai khóc luôn. Đây anh em sẽ được chiêm ngưỡng cái độ lầy lội đây. Đi lùa vịt nào. Ủa ơi, mấy ông này combo đau thế. Ây da, đúng đấy. Trời ơi, đông quá, đông quá. Chạy thôi, chạy thôi. Xin lỗi anh em. Xin lỗi Echo nhá. Rồi, bây giờ đến màn trình diễn đây, màn trình diễn đây. Có kịch hay để xem đây. Nào, bắt tôi đi. Chúng ta sẽ chơi gì bắt nào. Tôi và Jerry nào. Anh em thấy mình chạy nhanh không? Bao này bắt kìa. Trời ơi, bắt tôi đi, bắt tôi đi. Ây à. Tiếp tục. À, bắt tôi đi. Trời ơi, mấy ông này bắt tôi đi mà. Ui giời, có phải ông Joey kia vẫn ăn được mạng nữa. Anh em thấy cái cột máu của mình nó không thọt luôn. Huyền thoại mất rồi. Độ lầy lội của con này thì đúng là anh em mà nên thử cái bùi đồ này cho tôi. Một khi mà được Kama. Đấy, ông Talon đâu rồi? Talon ta lủng đâu rồi? Đây đây, tiếp tục nào. Và nhà bạn chơi luôn đi. Ây à, nhanh cực. Rồi rồi rồi. Uầy, tôi luôn ở bên cạnh để ủng hộ. Rồi, bút cho anh em. Xong rồi. Xong rồi. Còn vẫn còn. Đây, tiếp tục nào. Ông Vize này nản không thèm bắt mình luôn này. Trưởng sao mà dính được tôi ấy. Hôm nay chỉ có chói xong mới trưởng để chết được mình thôi. Đúng là bất tử luôn rồi. Bọn mình chỉ chết bốn mạng thôi. Rồi xong rồi nhận, xong rồi, xong rồi. Lùa như lùa vịt. Đây đây đây,
chơi nhầy này nghe, chơi lớn luôn này. Ba ông kìa, bốn ông, bắt tôi đi, bắt tôi đi. Ai ai à, trời nhiều chiêu thức quá. Nào nào nào, ông mới thế rồi mà ông đã sợ rồi à? Mình chỉ trêu mấy ông thôi mà. Lấy xì không phải bất lực anh em. Em không bắt tôi à? Ui, đau quá đâu bác. Đông quá, đông quá. Đông quá bạn Duy. Chạy đi đâu? Rồi rồi. Để bao này ấy. Cố lên nào, Duy Vân. Trời Duy Vân quá nhiều khống chế. Nào bắt tôi đi. Trời ơi, hai ông này. Em thấy độ lầy lội không? Đừng mà. Đừng. Hên quá. Như là mình sẽ đợi cái giáp máu qua mất sẽ hồi máu cho mình. Chúng ta sẽ tiếp tục đi lầy lội. Ok rồi. Tiếp tục nào. Dính tôi đi. Bắt tôi đi. Ơ, ngoài bắt hết à? Chết trời. Đông quá. 5 người bắt thì có để mình chạy được. Bây giờ thì mình sẽ mua một cái món đồ, đó chính là vương miện. Rồi ok, thêm một cái dược phẩm dược cam nữa. Con này nó dây cực luôn. Anh em nên thử cái vui đồ này. Nhớ nha anh em. Và anh em thấy hay thì đừng quên là kéo xuống ấn like và đăng ký kênh có thể ủng hộ mình nhiều hơn. Đấy là nguồn động lực giúp mình là mỗi ngày sản xuất video cho anh em xem. Mong sẽ được anh em ủng hộ nhiều hơn mình. Ủng hộ cho mình nhiều hơn. Rồi, bây giờ thì mình đã full đồ rồi. Ủa, anh em lại muốn kết thúc trận đấu à? Mình còn muốn treo các bạn kia nữa cơ mà. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây, tốc độ chạy. Nghe thấy không? Đây, mình chưa kích hoạt cái. Ôi. Hai tốc độ chạy anh em ạ. Rồi, trận đấu của chúng ta đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Và hẹn gặp lại anh em ở những video sắp tới. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt.